Mà em chỉ hỏi một câu thế này là từ nãy giờ là chị có thả một số người ra không? Nếu bây giờ mà em lên như này mà các anh không cười cho em thì sẵn sàng 500 bệnh nhân tâm thần sẽ đến nhà hai anh đứng đấy ạ. Trời ơi, sao lại cao áp lực quá. Bệnh nhân có hay coi mấy chương trình như là của em với Thành hay là Thách Thức Danh Hài không? Có ạ. Có khi nào họ đập TV không chị? À, không ạ, bệnh viện tâm thần thì có một cái TV to, xong thì ở ngoài là có sắt rồi, sắt bảo vệ rồi ạ. À, thấy chưa, hỏi là có lý do chứ bộ quý vị, hỏi là có lý do đó. Nhiều khi mình vô là bệnh nhân nhận ra mình nhiều lắm đó. Ê, này bữa chương trình gì không vui nè. Chào ban giám khảo ạ. Chào tất cả quý vị khán giả ngồi trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Xuân, hiện tại đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc. Em đến đây tham dự chương trình này vì nhận thấy chương trình này rất là bổ ích đối với tất cả mọi người, và đặc biệt đây còn là một cái liệu pháp tâm lý điều trị cho bệnh nhân tâm thần ạ. Em ơi, chị đừng có cảm giác gì nhá. Bọn em cười là cười một cách rất là chân thành chứ không phải là nhạo nhạo hay là gì cả. Bởi vì cái câu vừa rồi của chị nó rất là đánh vào tâm lý của người xem. Liệu pháp. Liệu pháp mà trị cho bệnh nhân tâm thần. Mà em chỉ hỏi một câu thế này là từ nãy giờ là chị có thả một số người ra không? Nếu bây giờ mà em lên như này mà các anh không cười cho em thì sẵn sàng 500 bệnh nhân tâm thần sẽ đến nhà hai anh đứng đấy ạ. Trời ơi, sao làm nhân cáo áp lực quá. Cháu là con em ạ. À, hai mẹ con bay từ ngoài kia vào luôn. Vâng ạ. Con xin chào chú Trấn Thành, con xin chào chú Trường Giang, con xin chào chú MC Ngô Kiến Huy cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Đặng Quốc Triệu, năm nay con 11 tuổi. Đến với chương trình này, con chúc hai ba chú cùng toàn thể quý vị khán giả có nhiều sức khỏe và cười thật nhiều cho con. Cảm ơn con. Bây giờ con có hỏi này, là đây là cháu đến diễn hay là mẹ diễn rồi cháu đến hỗ trợ? Cháu đến hỗ trợ ạ. Hỗ trợ cho mẹ đúng không? Vâng. Công việc của chị có áp lực như thế nào khi mình phải đối diện với là ngày nào cũng toàn là bệnh nhân tâm thần như thế? Vâng, thì thưa anh Trấn Thành ấy, em thì làm ở trong bệnh viện năm nay là 13 năm rồi. Con có thể là nói đến bệnh viện tâm thần thì các anh rất là sợ. Thế nhưng mà bọn em thì mới đầu vào thì cũng sợ nhiều lắm ạ. Thế nhưng mà dần dần thì những bệnh nhân kích động thì mình nó đánh mình mới lại tát mình thôi. Nhưng mà cái lúc mà bệnh nhân mà khỏi rồi ấy, thì người ta lại xin lỗi mình. Những cái lúc đấy thì mình mới biết là mình đem lại những cái cuộc sống bình thường lại cho bệnh nhân ạ. Mà chị thấy là trong khoảng bao nhiêu bệnh nhân thì có cái số lượng hồi phục là bao nhiêu phần trăm? Nếu như mà các bệnh nhân mà đến với mình điều trị sớm ấy ạ, ở cái giai đoạn loạn thần cấp ấy, mà giai đoạn sớm đến với mình điều trị thì bệnh nhân sẽ khỏi gần như hoàn toàn đấy ạ. Ồ thế ạ. Chị, đa số người ta bị cái đó là vì lý do gì? Vâng, hầu như là bị chết trong cuộc sống ạ. À, stress. Vâng. Thế bạn đưa Ngô Kiến Huy vào chị có thể làm bạn ấy bình thường ra lại không? Em bình thường nha chị. Không đùa thôi. À, chị có stress không với công việc này? Bởi vì mình gặp quá nhiều những cái áp lực từ phía các bệnh nhân của mình. Chị có stress không? Có chứ ạ. Nhiều lúc cũng căng thẳng đấy ạ. Về đi làm cũng lo sợ. Về là những cái bệnh nhân khi mà người ta đã tâm trí người ta không bình thường rồi ấy, thì đến lúc mình có thể là nói những câu rất bình thường, nhưng bệnh nhân lại nghĩ mình là người luôn định giết bệnh nhân chẳng hạn, thì người ta sẽ tấn công lại mình đấy ạ. Thế bây giờ một cái công việc như thế, làm sao mà chị lại yêu hài mà chị đến với cuộc thi này? Thì em cũng nói rồi ạ, đến với chương trình thì em bảo là đây là một cái liệu pháp tâm lý thư giãn cho bệnh nhân tâm thần. Thì nếu mà bác sĩ của tâm thần đứng ở trên sân khấu này thể đem lại những cái nụ cười cho bệnh nhân, hầu như các bệnh nhân là bị chết đấy, thì nếu mà mình đem lại những cái nụ cười cho người ta, đấy là giải tỏa cái tâm lý cho người ta rồi đấy ạ. Chị, trong bệnh viện mình, bệnh nhân có hay coi mấy chương trình như là của em với Thành hay là Thách Thức Danh Hài không? Có ạ. Có khi nào họ đập TV không chị? À, không ạ, à, bệnh viện tâm thần thì có một cái TV to, xong thì ở ngoài là có sắt rồi, sắt bảo vệ rồi ạ. À, thấy chưa, hỏi là có lý do chứ bộ quý vị, hỏi là có lý do đó. Nhiều khi mình vô là bệnh nhân nhận ra mình nhiều lắm đó. Ê, này bữa chương trình gì không vui nè. Thôi, mình diễn ha. Em thấy là thú vị rồi đó, cái câu chuyện gì cực kỳ thú vị. Chà, thấy mệt mệt rồi. Ê, phía sau có y tá kìa, mặt nạ blue trắng kìa. Em đợi nha. À, chị ơi và bé ơi, mình sẵn sàng chưa ạ? Rồi, thời gian 60 giây của mình bắt đầu. Năm nay em vừa tròn 38, số lần điều trị tâm thần 30, tâm thần 9 giây chụp 1, còn 3 giây lang thang nên em phang ra ngoài thơ thi. Em đừng thích biết tâm thần, nhiều anh thì thích nhưng mà còn ghê, sợ rằng trong những cơn mê, đêm đến em hay văn về xếp hình. Thôi mình, anh ấy đừng chê, để em tự kiếm ba anh phê lấy. Trong người đẹp đê mê, thân hình sáu khúc là mình ngốc ngay.
trước khi quẹo phải turn right, em xin kính chúc các anh trai thế này kinh hoa phú quý đủ đầy, gần xa yêu mến cả đời vui tươi. Yeah. Kiều, mày về uống thuốc đi. Tao chưa. Mày bị rồ, mày uống thuốc. Tao cũng bị rồ. Mày rồ rồi, về uống thuốc. Mày bảo là xin cho mày bị rồ. Tao bị điên, má ơi. Hết thời gian. Chị, em hỏi chị là từ đâu chị có kịch bản này? Em tự sáng tác đấy ạ. Em các bệnh nhân thường là biểu hiện như nào thì em diễn như thế ạ? Không, biểu hiện ở ngoài đời sống nó khác khi mình chọn lọc lên sân khấu. Khi chị lên sân khấu diễn hài mà về những người tâm thần á, là chị phải diễn những người luôn chứng tỏ cho mọi người biết tôi không hề tâm thần thì nó mới tạo ra tiếng cười. Thì thực ra thì các bệnh nhân thì hầu như các bệnh nhân thật dối thì mới diễn như bạn em thôi ạ. Còn những cái bệnh nhân mà phủ định bệnh thường là họ là bị bệnh lâu năm rồi ạ. Không, em đang nói về cái việc lựa chọn để đem lên sân khấu. Thế nên đó, em biết chị là chị ở trong bệnh viện thì chị chứng kiến nhiều, nhưng mà chọn lọc để mang lại cái tiếng cười nó khác với cái việc mình chứng kiến ngoài đời. Ở ngoài đời chị chứng kiến người bệnh tinh thần không bao giờ chị cười được, nói thật lòng vậy, chua xót sao cười nổi. Còn khi mình diễn công nhân, cái người bị bệnh tinh thần để mang tới một bài học gì đó, chứ còn cái đó nỗi đau mà sao mình đem lên mình diễn hài được. Có nghĩa là mình phải hài hước hóa một vấn đề, tại vì trong cái thật nó có cái sự gọi là giảm bớt. Vậy em nói không? Chứ không thể nào mà gọi là thật 100%. Thật 100% là chỉ có khi chị diễn điện ảnh, diễn phim thì mới gọi là thật 100% thôi. Với lại khi chị ra với hai bộ đồ này và chị nói tụi em rằng chị diễn tâm thần, tụi em cảm thấy không cười được. Chị diễn đó, chị mặc những đồ rất lịch sự, mà chị diễn tâm thần cái là người ta hiểu rõ liền. Tức là đang cố tỏ ra là đây là người bình thường, chứ còn cái này thì nhìn là biết rồi, bệnh rồi. Thì mình diễn bệnh nữa thì nó không có gì để coi. Dạ, nó là vậy đó. Nó cũng hơi khó. Cảm ơn chị và bé. Em cảm ơn các anh ạ. Xin mời thí sinh tiếp theo. Làm cho thân ca say mãi, những cơ hội sẽ là người sẽ phong thắng. Mang rơi đến đây vậy rồi. Làm sao mà rơi có thể rơi xuống nơi này? Trời ơi, hay quá. Em là Lệ Rơi. À, em là Lệ Rơi. Còn hai cô kia rơi lệ à? Hai cô kia là ai? Là bạn diễn hả? Vâng. À, các bạn giới thiệu một tí đi. À, Xuân giới thiệu đi em. À, tụi em là bạn thân ạ. À, một nhóm ạ. Em tên gì? Em bận có đầm đen. Em tên Xuân ạ. Xuân. Chị vâng này tên là dạ, Dung, em tên Dung ạ. Dung và anh Xuân. Tên là Hậu. Hậu chợ cho Hậu. Dạ. À, chị không biết là Hậu hay là cái còn một cái nghệ danh nữa là Lệ Rơi phải không ạ? Dạ, vâng. Chị không biết là cái mức độ khủng khiếp của em như thế nào, mà chị thấy anh Thành là anh hú lên rất là to, và chị cũng mong là sau cái phần trình diễn của em chị cũng là hú như vậy. Hy vọng. Hy vọng, thật sự là hy vọng. Ngày hôm nay Lệ Rơi sẽ tỏa sáng.